Ngày 19 tháng 6, ông Đinh Xuân Hôn, Chủ tịch xã Ngọc Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cho biết, một nhà dân trên địa bàn vừa xảy ra tình trạng sụt lún và rạn nứt. Theo đó, sự việc diễn ra vào rạng sáng cùng ngày, gia đình ông Nguyễn Văn Hưng ở khu đá bàn 2, xã Ngọc Lập, phát hiện ngôi nhà mái bằng bị sụt lún nên các thành viên trong gia đình đã vội vàng tháo chạy ra ngoài. Hiện tượng này cũng xảy ra ở khu bếp, căn nhà sàn bên cạnh và ngồi sân trong khuôn viên nhà ông Hưng. Theo ông Hôn cho biết, trước đây ở khu vực này có một mỏ đá nhưng gần chục năm nay không hoạt động. Gần đây, nhà ông Hưng và các nhà bên cạnh không xây dựng hay sửa chữa gì. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân sụt lún. Ông Hôn cũng nói rằng đã cảnh báo người dân hạn chế đi lại quanh khu vực nhà ông Hưng. Sau khi phát hiện có hố tử thần, gia đình ông Hưng đã chuyển đồ gấp sang nhà anh trai ở nhờ.